chào anh em. Đây mình tiếp tục mình lên một cái hàng hiếm độc lạ này cho anh em đây. Cà lâm rồng nha anh em. Cà lâm rồng luôn. Cái hàng hiếm và độc lạ cho anh em. Con này thì chim thì ở ngoài tàng này nó nghe nó kèm là nó kèm thưa thôi nha anh em. Nó kèm thưa thôi. Nhưng mà con này ngoài tàng rước rất tốt luôn nha anh em. Con này ngoài tàng có rước tốt. Về đầu con mồi nó cũng rước đâu 5-7 sắp gì nó mới chịu rớt. Hồi anh em vào xem cái clip mà thu phục nó đấy, là nó rớt đằng xa, nó rớt đằng xa rồi nó gù dài một tăng nó mới vô đá với mồi. Đây cái hàng độc lạ cà lâm rồng cho anh em. Anh em nào muốn sở hữu em nó thì IBQ69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để liên hệ mình đón em nó về chăm sóc để nuôi kiển hoặc là gọt mồi gì chơi. Con này vàng cồm nó rất là tuyệt đẹp nha anh em, chim tơ luôn, chim tơ vàng cồm nó quá trời tuyệt vời nha anh em. Đó anh em xem cái vàng cồm chim cùng tấm nhiễn mà đẹp lắm. Cà lâm rồng độc lạ cho anh em, gù cà lâm rồng nha anh em. Đây chim thì mình đánh về nay mình thường ăn uống ổn, ok, ổn định 100%, rồi mình mới quay lên đây ngoại hình em nó và clip rừng cho anh em xem và tham khảo. Ẩm nước chơi, ưng thì alo Q69 để đón em nói về chăm sóc, muốn gọt mồi hay là để siêu tầm nha, hàng độc lạ gì đó thì anh em cứ đón em nó về chăm sóc nha. Con này dần cùm nó ác thiệt chứ, cùm nó cùm nhuyễn mịn luôn ha, đó cùm đẹp những bệnh luôn nha anh em. Dàn cùm tuyệt vời. Đó đấy không, dàn cùm quá tuyệt luôn. Con này mình đánh nó bị nhão chim nè, nên nó tuột lửa nó không được căng lắm. Chứ con này mà nếu mà hồi lúc mới đầu tiên mình vô mình kích đài đấy ha. Mình kích đài là nghe nó phóng ở đằng xa, nó thả dội về tới tàn là bắt đầu là nó đổ gù, mà đổ gù toàn đổ gù cả lâm gồng đặc luôn, gặt ghi luôn nha anh em. Mà tới chừng nó về nó đấu với mồi lâu quá nên nó nhảo chim rồi nó tụt lửa, nó xuống nó chơi không có được được căng hung nha anh em. Đó ngoại hình em nó đây. Rồi anh em nào ưng thì vào đón em nó về để chăm sóc gọt mồi chơi hoặc là siêu tầm hàng độc lạ gì đó thì anh em vào alo Q69, số điện thoại ở phần tiêu đề hoặc là trên màn hình để sở hữu em độc lạ cà lâm rồng này về chăm sóc nha anh em. Rồi mời anh em vào xem clip rừng và thẩm âm giọng nước rù nước chơi của em hàng hiếm độc lạ cà lâm rồng này nha anh em ơi. Rồi mời anh em vào xem clip rừng và thẩm âm giọng nước chơi của em nó nha. Chim bồ cùm ác quá, cùm than đen mà tấm nhiễn, cùm tấm nhiễn than đen luôn nha, đen quyền luôn mà nó nhiễn nhừ, nó đều, nó đẹp cực kỳ luôn. Chim bồ cùm đẹp quá. Thấy không, hùng hằng ghê luôn, chim tơ mà máu hùng lắm. Con kia nhào lại gần nữa là nó quánh ngay, quánh người phịch phịch luôn á, thấy không nè. Rồi mời anh em vào xem clip gần nhà thẩm nước chơi em nói nha anh em ơi.